Minh Hằng tiết lộ về bộ phim hôn nhiều nhất từ trước đến nay. Với Linh Trong Bao Giờ Có Yêu Nhau chính là vai diễn mà Minh Hằng có nhiều cảnh hôn nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, hai nhân vật chính do Minh Hằng và Quý Bình thủ vai. Trong phim, Minh Hằng vào vai Linh, một cô gái 25 tuổi, đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Trong một lần lên rừng để tìm hiểu về loài cây quý hiếm, Linh không may gặp nạn, cũng nhờ vụ tai nạn ấy mà cô quen chàng nhiếp ảnh gia tên Huy, Quý Bình, rồi dần nảy sinh tình cảm. Mặc dù nội phim nghe có vẻ đơn giản, nhưng Minh Hằng cho biết vai diễn là thử thách không hề nhỏ đối với cô. Để có được vai diễn này, nữ diễn viên xinh đẹp đã chủ động xin đạo diễn đi casting và rời xa sân khấu ca nhạc khoảng 1 tháng để toàn tâm toàn ý tập trung cho vai diễn. Trước nay, Minh Hằng hầu như chỉ toàn hóa thân vào các vai hiền lành, ngây thơ, không phải biến hóa nhiều. Thì nay, nhân vật Linh trong phim khiến cô phải thay đổi lối diễn xuất, tâm trạng liên tục. Nữ diễn viên chia sẻ, đây là bộ phim mà tôi tốn nhiều nước mắt và công sức nhất. Không chỉ đòi hỏi diễn xuất nội tâm, Minh Hằng còn phải gian khổ trong những cảnh vay với bối cảnh phức tạp. Có cảnh vay Minh Hằng phải vay đến 40 lần, kể cả tay, chân. Nhưng bù lại tôi có được những kết quả mỹ mãn và không có chút hối hận nào vì đã dành quá nhiều công sức, thời gian cho phim. Đặc biệt đây cũng là bộ phim do Minh Hằng có nhiều cảnh hôn nhiều nhất từ trước đến nay. Hai nhân vật chính do Minh Hằng và Quý Bình thủ vai đã có không ít cảnh quay lãng mạn giữa thiên nhiên. Dù khá thân thiết nhưng ban đầu cả hai vẫn khá gượng gạo khi đóng cảnh hôn nhau. Bao giờ có yêu nhau sẽ chính thức ra rạp vào ngày 12 tháng 5.